Liêm Trinh và hướng dẫn viên của đoàn mình ngày hôm nay. Thì đầu tiên là chào mừng nhà mình đến với Huế và hy vọng là hôm nay nhà mình sẽ có một chuyến đi thực hiện nghiệm. Và như mình thấy là trong tour của mình có người Việt Nam và người nước ngoài thì cháu xin đặt một tiếng Anh trước và đặt tiếng Việt sau. Tại vì người nước ngoài người ta đọc hơn một chút xíu vậy ha. Okay, so now we are on the way to the Citadel or Imperial City. Bây giờ là nhà mình đang trên đường đến Đại Nội hay còn gọi là Hoàng cung Huế. Anh chị ạ, hôm nay là mình sẽ tham quan 8 điểm. Sáng nay nhà mình sẽ đi 3 điểm đầu tiên. Thứ nhất là Đại Nội, sau đó mình sẽ đến với chùa Thiên Mụ. Ngôi chùa được xem là cổ nhất và linh thiêng nhất của Huế. Sau chùa Thiên Mụ nhà mình sẽ đi tham quan nhà vương, là nhà của một vị quan thời xưa, quan Thượng Thư Bộ Lễ. Và sau nhà vương nhà mình về ăn trưa. Thì không biết là cô chủ và anh chị ở đây có ai ăn chay trưa không ạ? Không hả? Cô chủ ở đây có ăn chay không ạ? Không rồi. Thì mình ăn trưa xong mình nghỉ ngơi tại nhà hàng luôn. Buổi chiều thì mình tiếp tục tham quan 5 điểm còn lại. Đó chính là ba lăng của ba vị vua Trường Nguyện, Minh Mạng, Khải Định và Tử Đức. Và trên đường tham quan một lăng thì mình có dừng lại hai lăng nghiêng rất là đặc biệt của Huế. Đó chính là lăng Võ Kinh Vàng An để xem người ta biểu diễn võ thuật cung đình. Và một lăng nghiêng nữa lăng Nhang xem người ta làm nhang trầm như thế nào, làm đỏ người như thế nào. Và tour kết thúc tầm 4:30 đến 5:00. Thì anh chị mua tour ở cả cái chi nhánh của ngoài thì cái phí tour mình trả là 250.000 một người được không ạ? Thì cái đó là bao gồm xe, hướng dẫn viên, ăn trưa, thuyền rồng và được uống, còn không bao gồm tiền vé tham quan vào cổng. Thì em có một cái đề nghị cho nhà mình, hôm nay mình tham quan 8 điểm, có chùa Thiên Mụ và lăng Nhang là miễn phí, còn 6 điểm còn lại đều phải mua vé tất cả. Thì nếu anh chị mua một cái vé gộp đi hết cho cả ngày luôn là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với mua tách ra. Mua gộp lại thì là 450.000 một người, mua tách ra thì thành 540.000 một người. Thì lạc là anh chị nói như em mua vé thì em sẽ thu tiền mua vé ở đây chung nhà mình luôn, tại vì vào trong đó rất nhiều loại vé khác nhau và em sẽ thu tiền rồi đưa vé cho anh chị luôn ha. Từ năm 1802 đến năm 1945, còn người là sau năm 15 là mình không còn vua nữa. Thì trong 143 năm giữa triều đại nhà Nguyễn có tổng cộng là 13 đời vua. Đời vua đầu tiên là Gia Long hay còn gọi là Nguyễn Ánh. Đời vua cuối cùng là Bảo Đại hay còn gọi là Vĩnh Thủy. Thì 13 đời vua người ta chọn đất Huế, đất Phủ Xuân này làm kinh đô và xây dựng khu vực kinh thành Huế này để sinh sống cũng như là trị vì toàn bộ đất nước Việt Nam lúc bấy giờ. Thì khu vực mình đang tham quan đây, mình cứ hiểu đơn giản là nơi ở của 13 đời vua triều Nguyễn và nơi diễn ra một số hoạt động chính trị quan trọng nhất tại thời điểm lúc bấy giờ. Thì ở nhà mình xem phim nhiều, nhà mình có khi nào nghe đến Tư Kinh Thành chưa? Có khi nào nghe Hoàng Thành chưa? Và có khi nào là nghe là Tử Cấm Thành? Về những khu vực đó khác nhau như thế nào? Đầu tiên mình nhìn ngược qua bức tường này ạ. Bao quanh bức tường thành này ạ, nó rộng là 520 hecta. Trong này có nhà và dân, nhà và xe vẫn xây dựng được trong cái thành này, người ta gọi là Kinh Thành Huế. Còn khu vực chính mình tham quan, từ bức tường trong kia trở vào trong, nó rộng gần là 37 hecta, trong đó bao gồm hơn 100 công trình lớn nhỏ, trong đó chỉ dành cho vua, gia đình hoàng gia và các quan văn quan võ để làm việc mà thôi. Cái đó người ta gọi là Hoàng Thành hay còn gọi là Đại Nội. Và bên trong đó có một bức thành nữa người ta gọi là Tử Cấm Thành. Thì lặng nữa đi vào trong đó con sẽ giải thích cho nhà mình sau ha. Bên này mình thấy bốn khẩu súng thần công, bốn khẩu súng này tượng trưng cho bốn mùa là Xuân Hạ Thu Đông ạ. Đối diện nhà mình có thể nắm khẩu súng ở bên kia ạ.
mình có thấy được chứ ạ, năm khẩu súng bên nhà đó. Người ta tượng trưng cho ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và nhân địa 4 và 5 là 9, 9 là con số may mắn của vua. Làng nữa nhà mình vào bên trong, 9 một cấp, 9 con rồng, tất cả đều được trang trí bằng số 9 cả, con số phong thủy của vua. Và khẩu súng này không dùng để bắn nhau, chỉ dùng với mục đích là thể hiện quyền uy của cả vua mà thôi, không bắn nhau được nha mình ha. Nên cái này như vậy thôi, để trang trí cho vui thôi. Dạ. À, bây giờ mình đi vào ha. Dạ. Yeah. Okay, so we go inside. Cái này thì đầy nộp 3 lăng 360.000 nha, vừa phải lăng vỏ 90 thì em trả trực tiếp cho người ta ở đó luôn. Thì cái này 450 em thu của anh. Bây giờ mình có thể tới đó chụp ảnh em đi mua vẻ ha. Dạ. Cái này là ngò môn. Ngò môn nắm cửa chính lâu ạ. Ngò đây không phải là con ngựa đâu nha mình ha. Ngò là hướng nam, môn là cửa, cửa hướng nam. Thì lúc xưa người ta xem hướng nam là hướng tốt cho vua trị vì thiên hạ, theo phong thủy là như vậy. Nên tất cả những công trình nào mà dành đặc biệt cho vua đều phải quay mặt về hướng nam. Cổng này dành cho vua đi, nên người ta gọi là ngò môn là như vậy. Mình nhìn thấy bao nhiêu lối đi vào ạ? 5 lối lận ạ. Có thêm một lối bị khúc bên này này. Bởi vậy người ta mới gọi là ngò môn nắm cửa chính lâu. Dạ. Kia 14 này. Dạ đúng chính xác. Dạ. Lối ở giữa có cửa màu vàng, lúc xưa chỉ dành cho một người duy nhất, đó chính là vua. Nhưng sau năm 1945, Bảo Đại thoái vị ngày 30 tháng 8 nên cổng đó trên lý thuyết đóng cửa từ năm 1945 cho tới tận bây giờ. Hai cổng hai bên là dành cho quan văn và quan võ, tả văn hủ võ. Và hai cổng tròn tròn bên này là dành cho voi ngựa, lính tráng cũng như là cẩm thị vệ. Vậy một câu hỏi cho nhà mình, phụ nữ xinh đẹp mình đi lối nào ạ? Không biết. Phụ nữ xinh đẹp sẽ có một cổng xinh đẹp hơn rất là nhiều, nên nhà mình cứ yên tâm ha. Để vào trong khu vực này có 4 cổng tất cả, Đông, Tây, Nam, Bắc, Ngò Môn, Hiển Nhơn, Chương Đức và Hòa Bình. 4 cổng, 4 chức năng hoàn toàn khác nhau. Thì bây giờ mình đi lối này đi vào, và tới những cái cổng khác thì con sẽ giới thiệu rõ và chi tiết cho nhà mình hơn về cái cổng đó ha. Bây giờ nhà mình hoàn thành xong việc chụp ảnh chưa ạ? À, rồi mình đi ha. Dạ rồi. Quan trọng nhất ha, trong đó có ngai vàng của vua. Khi mình đi vào bên trong ấy, không đội mũ và không chụp ảnh giúp em. Thì bây giờ mình chụp ảnh ở đây một tí, đi vào trong và 5 phút sau thì em gặp nhà mình ở trong và em sẽ giới thiệu cho nhà mình cụ thể hơn. Bây giờ thời gian cho nhà mình chụp ảnh ha. Dạ, cụ này bằng đồng nguyên bản từ thời xưa tới giờ rồi. Dạ. Rồi mình có thể chụp ảnh 5 phút sau gặp nhà mình ở bên trong kia ha. Chính là lễ đài triều giữa vua và cả quan. À mình không chụp ảnh luôn được anh ha. Dạ. Không chụp ảnh luôn. Không chụp ảnh luôn ạ. Dạ. À, lễ đăng quang và lễ hội đồng cuối cùng đó chính là diễn ra. Hội đồng cuối cùng đó chính là lễ đài triều giữa vua và cả quan. Thì một tháng cả quan sẽ đến đây 2 lần, mùng 1 và 15 âm lịch, đến đây 4 giờ sáng ạ, đứng ngoài sân đài triều nghi ngoài này. Một bên là dành cho quan văn, một bên dành cho quan họ. Khi 4 giờ sáng đến đây ạ, đứng ở tứ thể như thế này ạ. Và đợi khi nào mặt trời mọc mới bắt đầu được làm việc với vua trên kia. Tuy nhiên khi vua đến không phải là người ta được bước vào trong này nói chuyện với vua giống như em nói chuyện với mọi người đâu, mà chỉ đứng ở ngoài thôi. Chỉ có từ trù là bộ vị quan quan trọng nhất của triều đình và hoàng thân quốc thích, người ta mới được bước vào trong này mà thôi. Vậy thì một người ở trong con tất cả các quan ở ngoài làm sao người ta có thể nghe và giao tiếp được với nhau ạ? Có khi nào mình nghe đến quan thái giám chứ ạ? Quan thái giám sẽ nghe và truyền lại giữa vua và các quan, đó chỉ là cách làm việc trong cả lễ đài triều ở trong này. Ngoài ra có những lễ tiểu triều thì lễ tiểu triều diễn ra ở cảnh khung cảnh ở sau không phải ở trong này. Và bây giờ mình sẽ ngồi ạ.
nhìn ngược lên trên mái nhà, mình sẽ thấy là 8 con rồng. Sáng nay nhà mình còn nhớ là con giới thiệu số 9 là con số may mắn à. Mà chỉ có 8 con rồng mà thôi. Vậy đâu ra một con rồng rồi ạ? À? Vua là con rồng thứ 9, chỉ con rồng tất cả trong biển Hải Hòa này. Và bây giờ mình tham quan toàn bộ khu vực hoàng cung này. Không phải là mình đi tất tần tật, mà mình chỉ xem được 30% nữa thôi. Tại vì 70% hầu như nó bị đánh sập trong quá trình chiến tranh. Và bây giờ khu vực này may mắn chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhưng do thời tiết ở Huế nên tất cả những cái cột trong này hầu như là bị mục rỗng hoàn toàn, và người ta phải thay 80 cái cột gỗ lim làm mới, hầu như là mới hoàn toàn. Còn cái cột miếng bạc người ta đặt ở đằng kia nhà mình kìa, đó cái cột 2 năm đó. Dạ, thì bây giờ nhà mình tới xem một chút xíu ha, mình đi tiếp ạ. Toàn bộ đây là mô hình của hoàng cung, hay còn gọi là của đài nội Huế. Thì mình thấy cái này là ngò môn, bên này là điện Thái Hòa. Từ điện Thái Hòa trở vào trong sau này người ta gọi là Tử Cấm Thành. Thì thường thường người ta gọi là tử là chết đúng không ạ? Nhưng tử ở đây không phải là chết đâu nha mình ha. Tử là màu tím, và màu tím là màu tượng trưng cho sự thủy chung. Những người phụ nữ của vua sinh hoạt ăn ở trong Tử Cấm Thành này phải luôn nhớ rằng mình là người phụ nữ của vua, không được lén phén với người đàn ông khác. Đây là hai khu vực làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của vua, điện Cần Chánh, điện Càn Thành. Nhưng hai khu vực này bị sập hầu như là hoàn toàn trong quá trình chiến tranh. Mình thấy phần nền kia nó sập hoàn toàn rồi ha, không còn gì nữa. Và trở lại với bản đồ, nhà mình có khi nào nghe đến cụm từ là tám cung lục viện chưa? Tám cung là một cung, hai cung, ba cung. Ba cung này dành cho ba người phụ nữ có chức vụ cao nhất, đó chính là hoàng quý phi, thái hậu và thái hoàng thái hậu. Lục viện là sáu dãy nhà này dành cho cung tần mỹ nữ của vua. Thì tùy từng đời vua người ta sẽ có số lượng cung tần mỹ nữ khác nhau. Thì lát nữa con sẽ giới thiệu cho nhà mình, chắc chủ con nhớ ngày hôm qua vua bên màn không ạ? À, bên này ạ. Cái nhà bên kia là khu vực giải trí, nó có thư viện, nhà hàng, vương thường uyển. Khu vực bên này triều tổ miếu và thế tổ miếu dành cho hoạt động thờ cúng ông bà tổ tiên. Ở đây người ta thờ 13 vị vua triều Nguyễn, ở bên kia người ta thờ chính chúa triều Nguyễn là tổ tiên của các đời vua. Thì bây giờ mình tham quan Tử Cấm Thành, và em sẽ dẫn nhà mình tới một số cái công trình được xem là còn nguyên vẹn và tiêu biểu nhất ở trong Tử Cấm Thành này ha. Vậy rồi, thì bây giờ nhà mình có thể ra ngồi đó hóng gió một chút một xíu ạ. Dạ.